Okay, so welcome to trưng bày AI Tron tại Việt Nam. Chúng tôi muốn khách hàng được làm quen với công nghệ mới áp dụng trên xe điện, biết được những công nghệ đó là gì, sử dụng bên gì, nó hoạt động như thế nào. Để khách hàng có thể tự tin sử dụng những công nghệ mới này, ngoài việc được hướng dẫn về xe, cùng các công nghệ mới áp dụng trên xe, những ưu đãi về thuế cũng quyết định khả năng tồn tại và phát triển. Các bộ ban ngành của Việt Nam cũng cần chung tay để đóng góp ý tưởng cho các cuộc thảo luận mở về chủ đề chiến lược này của đất nước. Audi đã đưa ra dự báo về doanh số bán xe điện và xe hybrid và kỳ vọng tới năm 2025, ô tô điện sẽ chiếm khoảng 40% doanh số bán xe trên toàn thế giới. Đây là doanh số ước tính trên thế giới. Điều này là có thể không phải chỉ bởi vì mọi người thích xe điện, mà còn bởi do ưu đãi của chính phủ về thuế và tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng, được ưu tiên có chỗ đổ xe, được tạo lần lượt ưu tiên ở một vài nơi. Việt Nam có thể tham khảo các nước trên thế giới về lộ trình phát triển xe điện.